trái cây thì rất là phong phú. Nè, giá cây mía nè. Chú này một đoạn nha anh chị ha, để cho chú này đi giao hàng ở đâu. Dạ xin đi đoàn mến chào anh chị và các bạn, rất là vui gặp lại anh chị trên kênh xin đi đoàn. Bữa nay là mùng 8 Tết, tức là ngày 29 tháng 1 2023. Thì đối với đầu năm thì người ta cúng kiến cũng rất là nhiều anh chị, cầu sự bình an cho gia đạo, mọi sự tốt lành sẽ đến. Với những con số thì nó có nhiều cái ý nghĩa lắm anh chị. Ví dụ như số 1 là mùng 1 là tượng trưng cho sự vĩ đại nè, lớn lao của tạo hóa nè. Số 2 là biểu hiện của trời và đất nè. Số 3 ý nghĩa là tam tài, tức là trời đất và con người giao hòa. Và hôm nay là mùng 8 và ngày mai là ngày dưới trời, tức là cúng Ngọc Hoàng. Số 9 là tượng trưng cho chín phương trời với sự bao la rộng lớn của trời đất giao hòa. Và Sunny cũng muốn ghi nhận cái hình ảnh này gửi anh chị và các bạn ở khu vực Chợ Lớn. Đây là con đường Nguyễn Xuân Phụng. Trước mặt anh chị đó là con đường Tháp 10. Và Sunny sẽ ghi nhận những hình ảnh đầu năm gửi anh chị trong ngày vía trời là cúng Ngọc Hoàng anh chị ha. Ngọc Hoàng Đại Đế. Bán bông hoa, rồi những cây mía, những thổi đường. Và tối hôm nay thì mọi người sẽ cúng Ngọc Hoàng dưới trời vào lúc 0 giờ ngày mùng 9 anh chị. Thì hôm nay bắt đầu là người ta bày ra buôn bán rồi. Nào là bánh bông lan, khai trương, những cái tháp đường để cúng Ngọc Hoàng. Đó, giấy tiền vàng bạc, vân vân. Chia sẻ với anh chị đi một vài con đường nha. Ví dụ như là con đường Nguyễn Trãi, rồi con đường Tháp 10, băng qua cái chợ Trần Chánh Chiếu, rồi chợ Thiết, vân vân, để chia sẻ với anh chị từng đoạn một. Sài Gòn chính thức là hết Tết rồi anh chị. Bà con tiểu thương ở chợ Bình Tây bắt đầu buôn bán trở lại bình thường. Và cũng có một số người nghỉ, tại vì tháng Giêng là cái ngày mà người ta đi cúng chị. Tất cả các chùa đông lắm, nghẹt người, nhang khói nghi ngút, nhích từng tí một. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị con đường cái chợ Trần Chánh Chiếu trên con đường Trang Tử, phía sau lưng của bến xe Chợ Lớn nha anh chị ha. Sunny đang chạy trên con đường Chu Văn An, phía trước anh chị đó là con đường Tháp 10, và chúng ta sẽ băng qua để tới về chợ Trần Chánh Chiếu, bến xe Chợ Lớn. Và hình ảnh tái hiện giao hàng, nhận hàng rất là nhộn nhịp ở khu vực Chợ Lớn. Thường thường thì những ngày Tết thì rất là vắng, nhưng mà khi mà bước qua hết mùng rồi bắt đầu là đông vui trở lại. Hôm nay là mùng 8, mai là mùng 9 là một cái ngày rất là tốt. Mọi người cũng bắt đầu là khai trương. Nên có những thổi đường, bánh tổ, bánh bông lan để cúng khai trương. Bông hoa, đây là
một cái chợ trưng chánh chiếu trên con đường Trang Tử nha anh chị. Nào là trái cây, những cái đồng mía. Đây, trời ơi, bán quá trời bán. Phố xá rất là đông đúc. Ai ai cũng cầu sự bình an cho gia đạo, sự tài lộc. Trái cây, ôi thôi đủ các loại trái cây. Xe nhích từng tí từng tí. Về trái cây thì rất là phong phú. Vú sữa, xoài, nhãn, thanh long, quýt, bơm, nho, dưa hấu, cam, lê. Trời, cảnh chờ ngày mùng 8 Tết, kẹt xe luôn rồi. Người ta ngưng lại để người ta mua trái cây, thế là nó bị án đường. Rồi, trời ơi, đây thanh long quá trời. 10.000 một ký, thanh long 10.000 một ký, 15.000 một ký, tùy loại. Đó, hình ảnh chờ chừng chánh chiếu anh chị thấy đông không? Quá đông, bán bông. Thì xin y cũng cầu mong sự tốt đẹp sẽ đến trong năm 2023 anh chị. 2022 thì kinh tế khủng hoảng, suy thoái, nó kéo theo ngành nghề công ăn việc làm, chiến tranh lung tung cả lên, hy vọng thôi anh chị, cũng không biết được như thế nào. Xoài, bắp, khoai, rau, củ quả. Tại cũng về bán đồ cũng có bán. Hành tiêu, tỏi, ớt. Và ở đây cũng là một cái chợ sỉ về nông sản, chanh, tắc, thơm, củ kiệu, dưa leo, rau cải cũng là sỉ luôn. Rồi bây giờ chợ Trinh Chánh Chiếu thì nó dài lắm, xin y sẽ quay một đoạn thôi để chia sẻ với anh chị cái quan cảnh. Và ngoài ra những cái sạp, những cái bán lề đường, và ở đây có những chiếc xe nữa, quýt 18.000, 23.000 một ký, nửa ký anh chị, tùy loại. Rồi đây là con đường Lê Quang Sung. Phía trước của bến xe Chợ Lớn. Và trước năm 1975, Lê Quang Sung này thì có tên là
Trương Tấn Bủ nha anh chị, chia sẻ với anh chị những chiếc xe bus rời bến. Cây xăng thì cũng nghe nói là chuẩn bị là tăng giá. Xăng thì 23.010.000 một lít, 23.010 là Việt Nam đồng anh chị. Mình chạy một đoạn tới ngay chỗ Phạm Đình Hổ, nơi đó thì họ bán mía nhiều lắm. Tại khu vực này là bán mía vô địch, bán mía dữ lắm, năm nào cũng vậy. Và tối hôm nay thì gia đình Sinh Y cũng mua 2 cây mía, và đúng 0 giờ thì cũng vía trời, nhang đèn, trái cây, bông hoa, thì cũng là cầu sự bình an anh chị, có kiêng có lành. Đây là nơi bán mía nè, đó bà con mua mía, những cây mía nè. Để ghi nhận hình ảnh này nha, gửi anh chị và các bạn. Theo hiểu biết hạn hẹp của Sinh Y, có một số anh chị cũng hỏi tại sao là thờ cúng cây mía cho cái ngày vía trời mùng 9, thì cũng chia sẻ với anh chị. Cây mía thì nó có từng đốt, nó thể hiện sự kết nối. Cây mía thì nó theo con người đặt ra, nó là sự giao hòa giữa trời và đất, kết nối hai thế giới âm dương. Tán thì ở trên nó phải có một cái tán rất là đẹp, tượng trưng cho mây trời. Gốc rễ thì tượng trưng cho cội nguồn gia đình. Những cái lóng mía đó thì nó là giống như là một cái nức thang nối liền giữa trời và đất âm dương, để đón cái linh hồn tổ tiên từ trên cao về hạ giới, và cũng cầu mong sự sum vầy con cháu trong những ngày đầu năm mới. Đó là tượng trưng của cây mía. Và mọi người cũng mua cây mía phải thẳng, ở trên lá phải nhiều, và mua 2 cây dựng hai bên bàn thiên ở cái cảnh là mua mía. Rồi tới anh chị, tối hôm nay thì Sinh Y cũng chở em xã sẽ đi mua mía ở cái chợ này anh chị. Không biết là anh chị có biết về ý nghĩa nào khác thì anh chị chia sẻ với Sinh Y nha, để cho nó có nhiều cái ý hay hơn. Cây mía nè, giá cây mía nè. Rồi, bám theo anh chị này. Mía đây, được 2 cây quá đẹp. Cứ ngày này, mía. Ngày này đi đâu cũng thấy mía, ta cầm 2 cây. Và tối hôm nay Sinh Y chở em xã cũng vậy anh chị. Rồi, chúc gia đình anh chị có cây mía rất là đẹp. Mà anh chị, đó là con đường Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trực ngày xưa. Và Sinh Y sẽ cùng anh chị chúng ta xuôi theo con đường Nguyễn Trãi nha anh chị, từ đồn cây mai. Rồi mình xuôi về con đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương, ngang qua chợ Thủ Đô.
Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, trời nhiều mây. Ngày mai là dưới đất với một cái nơi mà ngập tràn khói, đó là cái phố cá lóc, nướng cá lóc nướng trên con đường Tân Kỳ, Tân Quý của quận Tân Phú. Và đây là con đường Nguyễn Trãi. Và đối với con đường Nguyễn Trãi là cứ hàng năm vào cái dịp vía trời vía đất và cúng khai trương thì ở đây thì người ta bán những thổi đường, bánh tổ, bánh bông lan nhiều lắm anh chị, trên con đường Nguyễn Trãi này, ngay gần cái chợ Thủ Đô. Và Sinh Y cũng chia sẻ hình ảnh này gửi cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái nét văn hóa tín ngưỡng giao thoa giữa người Hoa và người Việt. Thôi có kiêng có lành anh chị, có kiêng có lành. Thế là hết Tết. Thế là 365 ngày tất bật. Năm nay thì Tết 2024 thì nó hơi xa. Năm nay thì nhuận 2 tháng 2 âm lịch. Nhưng mà những năm ngoái thì giờ này bắt đầu rục rịch chuẩn bị Tết nè anh chị. Đó, đây bán bánh bông lan nè. Bánh bông lan. Bánh bông lan để người ta cúng khai trương. Mai là cái ngày tốt, tốt ngày đó. Tất cả bà con bắt đầu là ngày mai là cúng khai trương. Đây là nguyên một cái dàn bánh bông lan phía trước nè. Người ta ở đây bán thâu đêm suốt sáng. Bánh tổ, bánh bông lan, những thổi đường mang hình tượng là cái tháp, những quả lê và những thổi vàng là những cái thổi đường đó, sự ngọt ngào. Trời bánh bông lan. Đó, xe hơi đậu lại rồi mua luôn. Về cúng kiến có kiêng có lành. Đó, xe hơi. Bên trong là bánh bông lan quá trời rồi. Ngập tràn. Đây là ngay chỗ chợ Phùng Hưng, chợ Thủ Đô đây. Đây là chợ vải Sói Kình Lâm trên con đường Trần Hưng Đạo, Đồng Khánh. Thì đối với những mặt hàng vải này, người ta khai trương lấy ngày ra anh chị. Chứ cái vải thì mặt hàng này thì nó không có thích hợp. Nó chỉ nhộn nhịp mua bán, sức mua sức bán thì nó rơi vào trước Tết thôi. Thì qua Tết thì nó hơi trầm lắng, bà con tiểu thương bắt đầu sẽ đi du lịch hoặc là đi cúng kiến. Nhiều người đi miếu bà Châu Đốc nữa. Xa xa là tháp chuông nhà thờ Cha Tam. Và Sinh Y sẽ đi con đường Trần Quý
ngay chỗ cái khu vực chợ Thiết nha anh chị. Sunny đang chạy trên con đường Tạ Uyên, Tôn Thọ Tường, Vịt Quay, Heo Quay năm xưa. Và trước mặt anh chị đó là con đường Trần Quý, và Sunny sẽ ghi nhận những hình ảnh chợ Thiết thông qua con đường Trần Quý và những cái khu vực xóm hẻm nha anh chị. Bên phải là con đường Trần Quý. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh trái cây mua bán cũng rất là nhộn nhịp, và sẽ bắt gặp những người ta đi mua những cặp mía thật là đẹp để tối nay cúng Ngọc Hoàng. Xe mía, những hàng trái cây, những nơi bán giấy tiền vàng bạc. Đó, bà con vào đây mua giấy tiền vàng bạc nè. Bên đây cũng là đông hết nè, bán giấy tiền vàng bạc đông lắm đó, chị thấy không? Bây giờ thì mua giấy tiền vàng bạc đối với người không rành thì nó cũng cũng dễ anh chị. Họ sẽ gói sẵn với ông thần tài, với Ngọc Hoàng, cúng ông Táo. Họ có những cái gói gói sẵn thôi đó, những cái thân mía. Những bánh tổ đó, chị kia là mua một giỏ giấy tiền vàng bạc đó, một cái rổ luôn vậy đó. Bánh trái đầy khắp hết. Rồi. Trước mặt anh chị đó là con đường Phó Cơ Điều, và xin y sẽ quay lại đi vào một cái hẻm, chúng ta sẽ đi qua bên hông bên kia của chợ Thiết. Thì đối với ngày xưa thì buôn bán thì cũng nhộn nhịp lắm, nhưng mà vì lấn chiếm lề đường nên người ta dọn hết anh chị, chỉ bán ven như thế này thôi. Những cái thân mía thật dài nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào một con hẻm nha anh chị. Đây, con hẻm. Đây là khu vực cộng đồng người Hoa.
đây vẫn tồn tại những căn nhà tôn bằng thiết nè. Đó, đây là cái cảnh chợ. Ở đây là một cái đoạn cũng bán giấy tiền vàng bạc. Đây, khu vực này à, giấy tiền vàng bạc quá trời à. Đây là con đường Phó Cờ Đều và Sunny rất là vui chạy một vòng khu vực chợ lớn Sài Gòn để ghi nhận cái cảnh nhộn nhịp của ngày vía trời cúng Ngọc Hoàng trong lúc 0 giờ mùng 9 Tết và là ngày mai đó anh chị. Và cũng cầu mong sự bình an tới gia đình, cô chú anh chị và các bạn. Với cái cảnh rất là náo nhiệt, trước thì đây là một người ta đi giao hàng, đặt hàng online, giao hàng giấy tiền vàng bạc, những cái thùng tiền, những cái thỏi vàng, chia sẻ với anh chị và các bạn. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này. Thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong những video clip sau. Chúng ta băng qua con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Đây là cái phố Bàn Thờ và chúng ta đi theo cái chú này một đoạn nha anh chị ha. Để cái chú này đi giao hàng ở đâu.